Nhóm Song Ngữ Miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hiện tại thì con và Cẩm đang có mặt tại lớp học tình thương. Ngày hôm nay thì lớp của mấy chị em thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn cô chú ơi. Khi mà thùng quà ngày hôm trước chú Hùng Vũ gửi về thì mấy chị em tụi con đã thay mặt cho chú cũng như là các em để mà mở phần quà ra. Thì ở đây là trên bàn có tổng cộng là 6 cái laptop đến từ tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ gửi về cho các em. Cộng thêm mỗi cái laptop thì sẽ có thêm một cái tai nghe ở trên bàn như thế này nữa. Thì đây sẽ là dụng cụ để hỗ trợ cho các em sắp tới trong cái quá trình mà học tập một cái môn mới, đó là môn tiếng Anh. Thì chú cũng đã xem qua một cái giáo trình ở trên mạng và chú cũng đã đăng ký cho các em làm cái phần giáo trình đó rồi. Ở đây thì sách cũng đã về. Thì riêng về cái phần sách thì chắc là nhờ Cẩm nói cho các em để các em rõ hơn về cái phần sách nha. Sách này thì chú Hùng Vũ là có đặt cho mấy bạn là tổng cộng là 18 bộ sách. Thì ở đây là trước là Hảo Ly với lại Quyền Trân là sẽ có trước cái sách này nha cô chú. Đây là 5 quyển sách, 5 mèo. Đây là sách tiếng Anh. Dạ thì khi nào mà chỗ nhà sách giao về thì mấy chị em tụi con sẽ khui ra cho cô chú xem nha. Một cái bộ mà 5 cuốn như thế này thì có giá là 1.340.000. Ở đây là tổng là 18 bộ là 24.120.000. Thêm nữa là cái phần sách này thì được chỗ cô giáo chỗ bán sách á giảm giá 35%, cho nên là chỉ lấy một bộ là 850.000. Thì ở đây là 18 bộ là số tiền mà chú mua sách hỗ trợ á là 15.300.000. Ngoài ra thì chị cũng tặng thêm cho lớp học tình thương mình một bộ nữa, thì tổng luôn là sẽ được 19 bộ sách. Dạ thì chú hỗ trợ một cái số tiền cũng rất là lớn để mà mua sách tiếng Anh. Chắc là chị nhờ một bạn lên để mà nói rõ về cái phần sách này cho các bạn học viên được rõ hơn trong cái quá trình học tiếp theo nha. Đây, ở đây là năm quyển thì em nói cho mấy bạn nắm rõ. Chương trình học của tụi mình sẽ học trong năm cuốn này. Mỗi một cuốn nó sẽ có một cái nội dung, như là hai cuốn này thì là cuốn xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc. Thì mình không biết gì về tiếng Anh, mình học mấy cuốn này để mà mình giao tiếp được tiếng Anh và mình hiểu được tiếng Anh. Thì nó sẽ có tập 1 và tập 2. Tiếp theo là hai cuốn dễ dàng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, nó cũng sẽ có là tập 1, tập 2. Và một cuốn ngữ pháp cho mấy bạn học để bổ trợ thêm ngữ pháp. Ở trên trường thì thầy cô dạy mấy bạn ngữ pháp rồi này nọ đó, thì trong đây cũng có. Cảm ơn. Ở đây thì có những cái laptop cũng như là những cái tai nghe, thì khi mà các em đến đây thì sẽ được sử dụng những cái thiết bị này để dùng trong cái quá trình học tập. Sau khi mà các em học xong thì cứ dẹp máy xong rồi thì sẽ dành riêng một góc để mà các em dẹp dụng cụ học tập. Thì khi nào mà đến lớp đến tiếp thì mấy em sẽ lấy ra thì mở máy lên rồi học tiếp nha. Ngoài ra thì ngày hôm nay có cái phần máy thì chú cũng dành tặng cho lớp của chúng ta một số những cái phần quà. Thì ở dưới đó là dạo này thì thời tiết của mình ở đây nó hơi nắng nóng một xíu, cho nên nó là chú gửi những cái kem tan nè. Ở đây thì có rất là nhiều vị luôn để dành cho các em ha. Cái này thì các em có thể quậy uống vào buổi trưa những cái giờ mà giải lao để giải khát, uống rất là mát. Có thêm kẹo dẻo nữa. Đây, cái này là kẹo con sâu. Cái này là kẹo trái cây. Cùng với lại một hộp bánh tay. Cái này là bánh tay lạc. Và có một cái phần quà cũng hết sức là đặc biệt luôn dành tặng cho hai bạn sinh viên. Thì chị mời Quyền Trân với Thảo Ly nha. Cái này là của Thảo Ly, chú gửi cho em. Còn đây là của Quyền Trân. Cái này là lotion, sử dụng sau khi tắm nó sẽ hỗ trợ dưỡng da, dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra thì ngày hôm nay là Quyền Trân sẽ có thêm một cái phần quà cũng hết sức là đặc biệt đến từ tấm lòng của chú, thì đây chị trao lại cho em nha. Em có thể khui cho mở ra luôn nha.
Em lấy nó đi cho. Popcorn. Em mở cái bọc lên. Sợ ta mặt vui luôn. Boxy, boxy. Để thử đi nha. Không màu hồng nữa. Đúng rồi, em thích không? Dạ thích. Cái này thì sẽ hỗ trợ cho em trong cái quá trình mà lắng nghe cũng như là giảng dạy á. Thì mấy bạn nhỏ là đã có những cái headphone của mấy bạn rồi, thì cái này sẽ là dành riêng cho em. Với lại bảo Nguyên cũng sẽ sử dụng cùng với em nha. Cảm ơn chú Hồng Vũ. Quyền Trang có thích món quà này không? Dạ có. Rồi, vậy là em chia sẻ một xíu đi, tương lai thì em có dự định là em sử dụng cái phone này để làm gì không? Nói cho chú biết đi nha. Dạ, sử dụng cái phone này để nghe tiếng Anh nhiều hơn. Rồi. Rồi, cho chị Quyền cho một tiếng tay nha. Rồi, cả lớp mình có được nhận quà của chú Hùng Vũ nè. Rồi, chị Ngân sẽ bắt nhịp 1, 2, 3 mình đồng thanh rồi gửi lời cảm ơn chú Hùng Vũ nha. 1, 2, 3. Cảm ơn chú Hùng Vũ. Rồi, gửi chú một cái tay luôn. Dạ. Mau không? Dạ, mau không? Dễ thương nhờ. Ngoài ra thì mấy hôm nay là trong cái quá trình mà giảng dạy thì có thêm sự góp mặt của em Giàu cũng như là em Hồng đến để mà hướng dẫn rất là tận tình cho mấy bạn luôn. Thì cũng rất là cảm ơn hai em rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Thì chị em cũng có xuất quỹ để mà gửi tặng cho mấy em hai phần quà để mà hỗ trợ cho các em cái phần tiền xăng xe đi lại trong những cái tuần vừa qua nha. Thì chắc là chị sẽ xuống dưới giúp em nha. Còn đây là phần của bé Giáp. Hai em mở phần quà nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, con cũng cảm ơn chú. Vì chú cũng giúp đỡ con nhiều, đồng hành với con cũng nhiều. Như là khi mà chú nhờ và mấy chị nhờ quay dạy mấy em á, thì con cũng chỉ qua thôi, chứ con cũng không phải là mong mình sẽ được nhận thêm cái gì nữa. Vì mình đã được nhận rất là nhiều thứ rồi. Với lại bên đây là những người lớp học hơn, thì con chỉ muốn là chú giúp con học tập. Thì cái phần kiến thức mà con có được cũng nhờ chú, cho nên là con cũng muốn dành những cái kinh nghiệm ấy và kiến thức mà mình học được á, mình biết được cái gì để dạy cho chúng em thôi. Nên là khi mà chú gửi mình qua thì con cũng rất là cảm ơn chú rất là nhiều. Con thì những cái thời gian rảnh này chắc chắn con sẽ ủng hộ cho mình, cho mấy em nó sống được. Dạ, con cũng cảm ơn chú Hồng Dũng đã gửi cho con cái phần quà số tiền lớn như vậy, cũng như tạo cho con động lực để giúp các em cũng như chia sẻ kinh nghiệm học hỏi cho các em có nhiều kiến thức hơn. Thì con cảm ơn chú. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa thời gian và cơ hội đồng hành cùng nhau, cũng như là dạy và chia sẻ cho các em những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bộ bài học hữu ích hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hôm nay thì do là chương trình của chúng ta chưa có được học, cho nên là mình chỉ dừng lại ở việc là mình mở những cái máy lên, xong rồi mình xem máy nó như thế nào, nó đẹp như thế nào thôi nha. Chứ mình chưa có học trực tiếp được. Hôm sau thì mấy em sẽ có một cái lịch học cụ thể. Rồi ở đó thì chị Trân với là chị Ly sẽ hướng dẫn cho các em là cách đăng nhập vào app để mà học như thế nào. Ngoài ra thì ngày hôm nay là sau cái buổi học này thì mấy em sẽ có thêm được một phần quà nữa để mà mang về. Đây là những trái xoài vườn nhà đến từ ba của chị An là bác Chính. Thì ở phía vườn bên kia bác Chính có trồng một vườn xoài. Hiện tại thì tới thời điểm thu hoạch rồi, cho nên là bác Chính cũng muốn gửi tặng cho các em những cái bọc xoài nha. Ở đây thì mỗi một bịch đó là 5kg, tổng cộng là 70kg chị chia đều ra, sẽ gửi tặng đến cho các bạn học sinh ở đây cũng như là các bạn sinh viên. Chắc là mình lấy tượng trưng cho mấy bạn thôi chị, tại vì còn để máy ở trên nữa. Đây, đủ số lượng cho mấy bạn luôn. Mỗi đứa một bọc. Mỗi bạn về là sẽ dán một bọc xoài này về nha. Bọc xoài này tổng cộng là 5kg, đem về mình sẽ để dành ăn dần. Đem dưới nha. Dạ, để tượng trưng ở đây thôi chị. Mấy em thấy máy có đẹp không? Hồi trước tới giờ là mấy bạn có
bao giờ sử dụng được những cái máy giống như thế này chưa? Mấy chị em tụi con cũng đã làm quen với lại máy xong rồi cô chú ơi, thì trước mắt là đã có những cái máy rồi. Mấy em thì có thể thao tác đơn giản ở trên máy được, nhưng mà do là thời gian sắp tới thì mình sẽ học nhiều hơn, cho nên là chúng ta sẽ cần thời gian để học tập chịu và có những cái thao tác quen ở trên máy, thì chắc là nhờ Quyền Trân với lại Thảo Ly sẽ hướng dẫn mấy bạn ha. Cũng nói với các em luôn á là trong thời gian nghỉ hè là chúng ta sẽ có 3 tháng đúng không? Thì cũng giống như thời điểm hiện tại, mình sẽ dùng 2 tháng đầu để mà chúng ta tập trung học tiếng Anh. Rồi 1 tháng sau đó thì chúng ta sẽ học toán lại. Trong 2 tháng đầu thì mấy bạn sẽ học những cái cuốn sách như thế này. Thì hy vọng là qua hè thì chị sẽ có nghe thêm được một cái ngôn ngữ mới trong lớp học của chúng ta. Có làm được không? Được không Kiên? Đúng không? Rồi, không biết là cảm xúc của mấy bạn khi mà thấy được những cái máy gửi về thì như thế nào nè. Chị mời Kiên đi. Dạ, vui. Vui. Hồi trước tới giờ thì em đã có điều kiện để mà tiếp xúc với những cái máy hiện đại giống như thế này chưa? Chưa. Nếu như mà bình thường ở trên lớp học toán, học tiếng Anh hoặc là học tin học thì thường em sẽ học trên thiết bị nào? Dạ, là máy vi tính. Học ở máy vi tính của trường là có thùng CPU. Còn những cái lab như thế này là chưa có được học qua cũng như là chưa có được thấy qua bao giờ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Kiên sẽ cố gắng học tập thật là giỏi nha. Để mà có được một cái kết quả giống như ý của em mong muốn. Tiết Kiên, hôm nay thì được thực hành trên máy như thế này thì em thấy như thế nào? Vui. Rồi sao nữa? Chú tài trợ cho học thêm môn tiếng Anh. Có phải hiểu hơn cái em hứa là em sẽ bảo quản những cái máy này thật tốt. Và học thật giỏi đến và học thật giỏi môn tiếng Anh để không phụ lòng chú. Hy vọng là những cái máy cũng như là những cái tai nghe này sẽ bổ trợ thật là tốt trong quá trình học của các em nha. Còn riêng về phần của Thảo Ly với lại Huyền Trân thì sao, khi mà thấy lớp học của chúng ta ngày hôm nay là được hỗ trợ thêm một cái dàn máy rất là tiên tiến, rất là xịn luôn, để mà mấy em giảng dạy thêm một cái môn học mới nữa cho các em? Dạ là con vui, tại có thể được như là dạy cho các bé hiểu là cũng như là mình cũng sẽ được tiếp thu nhiều cái mới. Mình sẽ trao dồi được cái tiếng Anh của mình hơn. Còn Thảo Ly? Dạ thì em cũng rất là vui khi mà được chú hỗ trợ cho những cái máy rồi lên cái lớp học cho mấy bạn học tiếng Anh cùng. Thì con sẽ hứa là sẽ cố gắng học tiếng Anh tốt. Sau cái khóa này thì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh rồi có thể thực hành chung ở lớp. Dạ. Dạ, sau đó nữa? Dạ, quay lại trường. Dạ, thì đó cũng là cái mong muốn của chị cũng như là của chú dành tặng cho các em. Hy vọng là sau cái khóa học này thì Thảo Ly sẽ theo kịp các bạn ở trên lớp và trở lại nhập học, không có còn phải bỏ lưu hay là chờ đợi cái kết quả học của mình nữa. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì tiếng Anh là một cái ngôn ngữ rất là cần luôn trong cái quá trình giao tiếp cũng như là việc sau này của các em. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Huỳnh Vũ rất là nhiều vì lúc nào cũng quan tâm và lo nghĩ đến tương lai của các em sau này, đã gửi tặng những cái dàn máy rất là tốt để mà bổ trợ trong cái quá trình học của các em nhỏ. Kính chúc cho chú và gia đình sẽ có được thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Riêng về mấy chị em tụi con thì sẽ cố gắng để mà hỗ trợ và bảo quản những cái máy này thật là tốt để cho các em sử dụng được lâu hơn thời gian và học được nhiều cái mới hơn ạ.